Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng Kê. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết có tựa đề là Mặt sau tấm huy chương gắn trễ của tác giả Phan Nhật Nam. Chân thành tưởng niệm những người lính Việt Mỹ sống, chiến đấu, hy sinh trong chiến trận nơi miền Nam Việt Nam. Riêng gửi quách thưởng tiểu đoàn 21 biệt động quân Lê Văn Mễ, đoàn P Hải Tô Pê Liệu và Gigi Duffy, tiểu đoàn 11 nhảy dù. Dẫn nhập Ngày 5 tháng 7, 2022, tại đại sảnh Cánh Đông Bạch Cung, Joe Biden, nhân danh Tổng thống Hoa Kỳ Mỹ, trao tặng huân chương danh dự. Huân chương quân đội cao nhất cho bốn chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu ở Việt Nam trước 1975. Trong đó có cựu thiếu tá John Duffy nay đã hồi hưu với cấp bậc đại tá. Thiếu tá John Duffy, tính tại 1972, đã phục vụ bốn đợt trong chiến tranh Việt Nam vào các năm 1967, 1968, 1971 và sau đó 1973 đến 1974. Lần trao tặng huân chương hôm 5 tháng 7 có sự hiện diện của Trung tá Lê Văn Mễ, nguyên tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 11 nhảy dù đơn vị đã tử chiến với một trung đoàn Cộng sản trong trận chiến mùa hè 1972 tại cao điểm Sạc Ly, Công Tum. Cựu thiếu tá Duffy Phì là cố vấn của tiểu đoàn 11 và là một trong những nhân vật chính của bi hùng kịch Sạc Ly. Lần cố đại tá Nguyễn Đình Bảo tử trận 12 tháng 4 1972, bài viết có chủ điểm trình bày người lính Hoa Kỳ John Duffy và những người lính nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã sống, chiến đấu, chết nơi cao điểm Sạc Ly tháng 4 năm 72, 50 năm trước lần tuyên công muộn màng hôm nay. Bởi sau tấm huy chương danh dự còn có một điều gì khác nữa. Một, trong số quân nhân được tuyên công cùng lần với thiếu tá John Duffy hôm 5 tháng 7, còn có binh sĩ lục quân bậc 5 Dennis Fuji, trung sĩ nhất Edward Kenichiro, tử trận 1966 tại Việt Nam, binh sĩ lục quân bậc năm White Burkwell, đại tá lục quân hồi hưu Raut, Buckett và thượng sĩ lục quân Thomas Penn. Họ là ai? Từ đâu? Tại sao? Cùng lần được nhận lãnh vinh dự cao nhất của người lính quân lực Mỹ lần ân thưởng quá đỗi muộn sau 47 năm sụp vỡ miền Nam 30 tháng 4 1975, thời điểm kết thúc một cuộc chiến mà quốc hội, chính quyền Mỹ, Cộng hòa lẫn dân chủ, giới học giả, truyền thông báo chí tả hoặc là hữu cũng bao gồm nhiều thế hệ người Mỹ đều có ý hướng tẩy xóa, bỏ qua, muốn quên đi như một vết thương vẫn tác động lên lương tâm, lương tri người Mỹ của tất cả dân chúng Mỹ không loại trừ cộng đồng mỹ gốc việt tại sao muốn tìm hiểu đúng rõ tận sâu vấn đề chúng ta cần lưu ý trước tiên vào trường hợp của anh binh bậc năm dennis fuji trước khi đề cập đến thiếu tá đấp phỉ bởi vì fuji đã có mặt tại một chiến trường lớn có tác động chính trị quyết định đối với chiến cuộc việt nam ảnh hưởng lên toàn khu vực chính sách ngoại giao sách lược của nước mỹ Lịch sử sau hơn nửa thế kỷ cho phép chúng ta có thể xác định như thế mà không sợ sai lầm. Fuji đã có mặt tại chiến trường Hạ Lào, hành quân Lam Sơn 719. Kế hoạch hành quân Lam Sơn 719 khai diễn vào ngày 8 tháng 2 năm 1971 trong vùng hậu cần đường dây tiếp vận Bắc Nam của Cộng sản miền Bắc với mục tiêu chê-pôn Hạ Lào chính phủ giới lãnh đạo quân sự Mỹ thiết kế chiến lược và quân Nam Việt Nam là thực hiện chiến lược. Từ phòng tuyến khe xanh, đại quân miền Nam được tổ chức nên thành ba lực lượng tấn công chính với ba hướng tiến quân, lấy đường số 9 làm địa giới trung tâm khu vực hành quân. Giai đoạn thứ nhất của cuộc hành quân bắt đầu với các tiểu đoàn 39, 37, 21 dưới quyền của Bộ Chỉ huy Liên đoàn 1 Biệt Động các tiểu đoàn 2, 3 dù và bộ chỉ huy lữ đoàn 3 dù do Đại tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy được trực thăng vận xuống chiếm đóng, thiết lập, chấn giữ những căn cứ hỏa lực từ Bắc xuống Nam, tả ngạn sông Chepon, nơi các cao điểm được đặt tên. Ranger North, 39 biệt động quân, Ranger South, 21 biệt động quân, căn cứ hỏa lực 31, tiểu đoàn 3 nhảy dù, căn cứ hỏa lực 30, tiểu đoàn 2 nhảy dù để bảo vệ mặt bắc trục tiến quân trung phong trên đường số 9. Bài viết chỉ tập trung phần trình bày về cánh quân mặt bắc này với hai căn cứ Ranger North 39 biệt động quân, Ranger South 21 biệt động quân mà vô tình binh Fuji có mặt. Cần nói rõ về phía Mỹ, tướng Abram đã thay thế tướng Westmoreland từ giữa năm 68 và bắt đầu áp dụng chiến thuật chiếm và giữ thay vì lùng và diệt của Westmoreland. Ngày 8 tháng 6 năm 1969, kế hoạch rút 25.000 quân chính thức được công bố với đơn vị đầu tiên. Sư đoàn 9 bộ binh rời khỏi căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo, 29 tháng 9, quân số Mỹ ở Thái Lan rút đi 6.000 người. Ngày 9 tháng 10, 1970, sau nhiều tính toán đầy kịch tính, Bộ trưởng Quốc phòng Vần Le công khai trình diễn màn kịch lớn Việt Nam hóa chiến tranh, viên đá tảng của chiến lược Nixon, hành quân Lam Sơn 719 là bài toán trắc nghiệm. Đánh giá kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh là giải pháp có khả năng thực hiện để giải quyết mối rối Việt Nam, cũng là phương cách hữu hiệu và an toàn nhất để tháo gỡ trục liên kết Nga-Hoa đánh vỡ sự cân bằng cố kết của phe Cộng sản trong chiến lược phạm vi chính trị toàn cầu, tổ chức lại, tái phối trí lực lượng quân sự Mỹ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, miền Nam, có tồn tại được hay không theo sau kế hoạch lớn này là một chuyện khác. Qua thế kỷ 21 hôm nay, chúng ta có thể nói chắc như thế mà không sợ sai lầm. Cũng nên nói rõ, kể từ ngày 2 tháng 2, một tuần trước ngày N ngày 8, khai diễn chiến dịch, tin tức và lời tố cáo hành vi xâm lăng Lào đã tràn đầy trên trang nhất của báo chí Mỹ cũng như toàn thế giới, nghĩa là hành quân Lam Sơn 719 là bí mật quốc phòng, mà ai cũng biết. Hơn nữa, tai họa đã thực sự xảy ra khi chiếc trực thăng chở phái đoàn báo chí ngoại quốc có đại tá Phạm Vi, trưởng phòng 4, kiêm tham mưu phó tiếp vận quân đoàn, bị bắn rơi trong tuần thứ hai, khi chiến dịch đang khai diễn, toàn bộ hồ sơ diễn biến hành quân đã bị phía cộng sản thâu giữ, người lính quân lực Việt Nam Cộng hòa gánh hết hậu quả tai họa oan nghiệt này. 2. Chỉ tập trung vào phần của biệt động quân có liên quan đến chủ đề tấm huy chương của Fuji. Bộ chỉ huy liên đoàn 1 biệt động quân do đại tá Nguyễn Văn Hiệp chỉ huy đóng tại căn cứ Phú Lộc. Trong phần đất Việt Nam phối trí các đơn vị như sau. Thứ nhất, tiểu đoàn 21 biệt động quân đóng tại căn cứ biệt động quân Nam do thiếu tá Nguyễn Hiệp tiểu đoàn trưởng, đại úy Quách Thưởng tiểu đoàn phó. Thứ hai, tiểu đoàn 37 biệt động quân trừ bị tại căn cứ Phú Lộc bảo vệ bộ chỉ huy liên đoàn do tiểu đoàn trưởng thiếu tá Trần Văn Nghênh chỉ huy tiểu đoàn phó, đại úy, lại thế thiết. Thứ ba, tiểu đoàn 39 biệt động quân, đóng tại căn cứ biệt động quân Bắc. Tiểu đoàn trưởng thiếu tá Vũ Đình Khang, tiểu đoàn phó, đại úy Đỗ Đức Chiến. Ngày 8 tháng 2, tiểu đoàn 21 biệt động quân được trực thăng vận tới bãi đáp Ranger Sao để yểm trợ cho nỗ lực chính trên đường số 9 tiến xa hơn về hướng Tây, nhắm đến mục tiêu Chepon. Tiếp ngày 9, Bộ Tư lệnh Hành quân quyết định tung thêm các đơn vị bảo vệ sườn bắc và nam vào trận địa. Tiểu đoàn 39 biệt động quân được trực thăng vận tới bãi đáp Ranger North tăng cường cho tiểu đoàn 21 biệt động quân. Căn cứ Ranger North của tiểu đoàn 39 bị tấn công trước nhất. Sau nhiều ngày thám sát dò đường chung quanh căn cứ, sáng ngày 19 tháng 2 năm 1971 Trung đoàn 102, Sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt, sau nhiều giờ pháo kích bằng đại pháo tầm xa 130 ly, đến lượt sơn pháo bắn thẳng, che cho bộ binh tấn công từ mặt đông căn cứ, nơi tuyến phòng thủ mỏng manh nhất. Theo tỷ lệ 4 đánh 1, một trung đoàn cộng sản có 4 tiểu đoàn cơ hữu. Biệt động quân giữ vững căn cứ qua ngày thứ hai, mãi đến đêm tối hôm sau trận chiến mới tạm chấm dứt tin căn cứ tiểu đoàn 39 bị đánh, bay về Sài Gòn. Tổng thống Thiệu ra lệnh Trung tướng Lãm, tư lệnh cuộc hành quân tạm đình chỉ kế hoạch tiến chiếm Chepon như chủ liệu với lữ đoàn một dù và thiết kỵ. Nhưng cũng có ý kiến sáng suốt, đấy là tướng Abram đã thúc giục tham mưu trưởng Cao Văn Viên hãy ra lệnh tướng Lãm đừng để phí thời gian lúc Cộng sản chưa chuẩn bị đủ. Ngày 14, Abram quá nóng ruột, đích thân cùng tướng viên ra Đông Hà gặp tướng Lãm và tướng Sutherland, chỉ huy lực lượng Mỹ ở vùng 1 để quan sát tại chỗ và dục ông Lãm hãy khai chiến gấp sư đoàn 1 bộ binh trên những cao độ Nam đường 9 để bảo vệ cạnh sườn cho nhảy dù và thiết kỵ tiến chiếm Chepon như kế hoạch dự liệu trong vòng 3 đến 5 ngày. Tướng Lãm đã để khoảng thời gian quý giá này trôi qua cho đến ngày 18-19. Sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt thay đổi các đơn vị cơ hữu, tiếp đánh vùi tiểu đoàn 39, quyết dứt điểm Rangernot để có khí thế ban đầu. Ngày 20 trực thăng cố vào vùng để tản thương và tiếp đạn cho tiểu đoàn 39. Xạ thủ phòng không Cộng sản bắn hạ một trực thăng Mỹ tản thương. Y tá Dennis Fuji phải ở lại cùng căn cứ trong cái rủi có điều may fuji trở thành y tá của căn cứ Kim luôn nghiệp vụ hướng dẫn phi cơ mỹ oanh kích cận phòng cuối cùng fuji cũng được móc ra nhưng trực thăng chở anh lại bị trúng đạn phải đáp khẩn cấp xuống ranger sao y tá fuji trở nên là nhân chứng sống cho cuộc chiến đấu quyết liệt của biệt động quân bởi có những tay viết báo người mỹ muốn khai thác khía cạnh bất lợi đối với quân đội miền nam đã có nhiều lúc những phi công F4 phi đoàn 40 chiến thuật Mỹ nhìn thấy binh sĩ tiểu đoàn 39 biệt động quân nằm trong màn lửa bom Napalm do họ thả xuống chung quanh căn cứ. Không được tiếp tế đạn, lính tiểu đoàn 39 biệt động quân phải sử dụng lại súng đạn của kẻ địch để tiếp tục trận chiến. Cuối cùng, chiều tối 21 tháng 2, sau hơn 3 ngày đêm đương cự với 178 người chết và bị thương nặng, Quân số tiểu đoàn 39 chỉ còn 107 người, kể cả bị thương nhẹ có thể chiến đấu. Quân Cộng sản sử dụng một lực lượng không phải gấp 3-4 lần hơn như những ngày đầu trận. Tới 2.000 người với vũ khí mới trang bị để thay thế cho hơn 600 xác bỏ lại, lành khinh quanh căn cứ. Không ảnh đếm được số chính xác là 639, quyết trả hận biệt động quân. Cuối cùng vào nửa đêm, Nương bóng tối, tiểu đoàn 39 phải bỏ căn cứ, rút về, Ranger sao Cộng quân không chịu mất đà, dồn nỗ lực pháo cối dập xuống căn cứ Ranger sao để giữ tinh thần chiến đấu cho binh sĩ còn lại và đỡ gánh nặng cho tiểu đoàn 21. Một cuộc hành quân không vận với phối hợp chặt chẽ giữa phi cơ chiến thuật và trực thăng võ trang. 13 trực thăng đã hoàn tất một cuộc tải thương chớp nhoáng lấy ra được 112 thương binh kể cả anh chàng, tiền sát viên bất đắc dĩ Fuji. Tiểu đoàn 21 sau khi mất điểm tựa phía Bắc là Ranger North cùng thành phần còn lại của tiểu đoàn 39 rút về đồi 31 của nhảy dù. Sau đó được di tán khỏi vùng hành quân. 50 năm sau, y tá binh sĩ lục quân bậc năm Hoa Kỳ Dennis Fuji được ân thưởng huân chương là do từ chiến công tháng 2 năm 1971, với máu xương của biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa đổ xuống nơi Hạ Lào. Phần cuối bài viết sẽ nói về mặt sau tấm huy chương cao quý này. Phần 3. Phần viết sau tổng hợp từ hai chiếc đoạn Phan Nhật Nam người ở lại Sạc Ly. Tên nghe quá lạ MHDL Sài Gòn 1972, đoàn phương hải máu lửa Sạc Ly us 2015, chỉ tập trung phần lớn thiếu tá cố vấn tiểu đoàn 11 nhảy dù đớp Phì 1972 để so sánh với huy chương 2022. Đầu tháng 4 1972, tiểu đoàn 11 nhảy dù được không vận lên Pleiku, sau đó vào vùng hành quân để giải tỏa áp lực địch đang đè nặng lên hai tỉnh Pleiku và Công Tum. Từ tân cảnh nhìn xa, thấy sạc ly ẩn hiện trên nền trời ám đạm mờ sương. Soạc ly gồm ba đỉnh đồi, cao độ trên dưới một ngàn thước, nối liền nhau bằng những sườn đồi thoai thoải. Phía bắc là ngã ba biên giới việt lào Cam phía đông bắc là quận Tân Cảnh, và xa xa về phía nam là tỉnh Lị Công Tum, chìm trong rừng xanh núi đỏ. Mặt trận B3 gồm ba sư đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt, 23 và 320 Lực lượng địa phương và các trung đoàn pháo, phòng không liên tục tấn công tạo áp lực nặng nề cho quân khu, quân đoàn 2 đóng ở Pleiku. Cộng quân công khai sử dụng xe Molotova tiếp tế quân trang quân dụng cho mặt trận B-3 trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Đã hoàn chỉnh là một tuyến đường cho xe vận tải nặng chiến xa có ống dẫn dầu. Soạc ly đã trở thành cái gai nằm ngay trên phần xa lộ tiếp vận chính yếu này. Ngày 6 tháng 4, cứ điểm Delta của tiểu đoàn 2 nhảy dù ở phía Nam bị đánh trước, tiểu đoàn 11 ở Ly chờ đợi và theo dõi qua loa khuếch đại máy truyền tin để nghe kết quả. Trời sáng dần, Delta giữ được, nhảy dù thắng. Chúng ta bảo nhìn thiếu tá Mễ, tiểu đoàn phó, chúng sẽ chơi với mình cũng với cách này, chúng sẽ lấy kinh nghiệm ở Delta để dứt điểm mình. Toàn thể bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 đồng im lặng. Mọi người đều có ý nghĩ chung, bao giờ đến lượt mình, bao giờ. Ngày 11 tháng 4, trận địa pháo bắt đầu. Pháo thật sự của 122 ly và 130 ly ào ào, trút xuống C1, đại đội 113, C2, căn cứ chính và C, đại đội 111, không phải từng trái nhưng từng chùm, từng loạt. 45 phút sau, pháo tạm im. Anh Năm, Trung tá Bảo, lên hầm trong ống nhòm, xem đại đội 111 bên đồi C1, lục soát chiến trường. Súng và xác bộ đội Cộng sản nằm lềnh khênh chật kín đồi đất đỏ. Ngày 12 tháng 4, trong hầm chỉ huy, anh Năm chỉ những điểm ước tính Bắc quân đặt súng. Chắc chắn chúng chôn súng ở đây. Anh chỉ ngón tay trên các đỉnh đồi, Knock Tom, Knock Im Derong, toàn là cao độ trên một ngàn thước ở đấy tụi nó thấy mình rõ như ở đây mình thấy thằng một dưới sạc ly mình chỉ có một đỉnh đồi này để vinh quang hay gục ngã tao đã xin lữ đoàn để lại một đại đội tại sạc ly còn toàn bộ tiểu đoàn phải di chuyển hàng ngày để phát giác và tiêu diệt địch sớm hơn nhưng lữ đoàn không chấp thuận và lệnh phải giữ sạc ly bằng mọi giá ngày hôm qua nó bắn mình không chật một phát ra ngoài hải đại úy sĩ quan hành quân. Mày xin mấy phi tuần để sẵn, có gì mình dội xuống liền, dội ngay trên tuyến mình cũng được. Xong ông Mễ và bác sĩ Liệu về hầm đi, đừng tụ vào một chỗ. 11 giờ 5 phút ngày 12, pháo lại bắt đầu. C2 bị nặng hơn C và C1. Bắc quân từ Tây và Tây Nam đồng nhào lên C. Những người ở C2 nhìn xuống sườn đồi, lúc nhúc những bóng áo vàng. Đục, dắt lá cây di chuyển chậm chạp lui tới. Hải gọi máy báo cáo với anh Năm, nhưng không có tiếng trả lời. Có chuyện gì xảy ra? Hải chạy lại hầm của anh và đốp phì. Hầm anh trúng đạn. Mấy thân cây lớn đặt ngang hầm sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc, đốp phì vừa chui ra, đầu ngực đầy máu. Mễ liệu Hải và Long, chú đệ tử của anh, vội moi đất kéo anh ra khỏi hầm mặc cho pháo vẫn đang rơi đều trên căn cứ, mang anh ra khỏi hầm, đặt ngay dưới giao thông hào. Thân thể anh còn nóng, hãy bịt chặt vết thương, máu ấm chảy qua kẽ ngón tay. Liệu cúi xuống quay kỹ lại vết thương rồi ngẩng lên, lắc đầu. Anh đã đi rồi. Anh mất đi, mễ lên thay, lãnh trách nhiệm chỉ huy đơn vị trong hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Đêm xuống thật nhanh, tiểu đoàn 11 nhảy dù, chuẩn bị nhận một định mệnh tàn khốc vào ngày, giờ sắp tới. Bởi nơi những rặng núi mịt mùng về phía tây, từng đoàn xe Molotova địch đang di chuyển. Ánh đèn pha sáng rực góc rừng, kêu pháo bắn tiêu diệt, pháo bắn không tới, kêu không quân oanh kích thì không có phi vụ. May thay nhờ Đức Phì, xin mấy phi vụ B-52 sẽ thả lúc nửa đêm. Đức Phì đưa ngón tay cái lên trời, tay kia chỉ hướng nam, trời đất rung chuyển, lửa cuốn cuồn cuộn bốc lên trong tiếng nổ dây chuyền của hàng ngàn trái bom 500 cân anh từ B-52 trút xuống. Không khí như nghẹt thở, người lính phải đứng tựa mình vào giao thông hào, bịt chặt hai lỗ tai, mồm há to để chống lại sức dội đến muốn tắc thở. Máu muốn ào ra từ lồng ngực, người rung lên, đất đá cành cây rơi lột bộp trên nón sắt. Đợt ném bom chấm dứt sau vài phút, lửa vẫn cuồn cuộn bốc lên phía nam C2. Ngày 13, bác sĩ Liệu nói với Mễ, hôm nay là ngày 13, con số không lành, thế nào chúng cũng pháo và tấn công mình nữa. Tôi lo cho thương binh quá, nếu không có thuốc và di tản kịp thì chắc sẽ không qua khỏi. Tôi hết thuốc men rồi. Mễ ra lệnh cho Hùng, Móm, đại đội 112 lục soát kiếm bãi đáp phía bắc Sạc Ly, đại đội 111 để cố tải thương. Hùng báo cáo đụng địch khi kiếm ra bãi đáp. Thinh dẫn đại đội 111 bung mạnh về hướng đông, giao tranh dữ dội khi Thinh ra khỏi căn cứ hơn nửa cây số. Trung úy Thinh hy sinh, lúc trận đánh trở nên quá tàn khốc. Trung sĩ Lung, tổ trưởng nổi tiếng tháo vát, lì lợm, chưa bao giờ thất bại trước bất kỳ một nhiệm vụ nào, gục ngã cùng lần với Thinh. Xế chiều ngày 13, địch tấn công, sau khi đã dội mưa pháo lên cứ điểm từ lúc trưa giao tranh tiếp diễn suốt đêm hỏa châu bập bùng soi sáng núi đồi trời sáng dần ta và địch vẫn quần thảo bám sát lấy nhau đã có lúc mễ hải bác sĩ liệu và đức phì chiến đấu như những khinh binh khi địch đánh vào tới sát hầm chỉ huy thế cùng lực kiện không tiếp tế không tản thương không lương thực thuốc men mà vẫn phải đương đầu với hàng hàng lớp lớp địch quân Cuối cùng, Mễ Hải Đúc Phì lấy quyết định, bỏ sạc ly vào lúc xế chiều. Sau khi Đúc Phì xin được mấy phi vụ B-52 thả xuống phía nam và phía đông căn cứ để tiểu đoàn di tản, đợt bom lửa cuối cùng thả ngay trên tuyến phòng thủ đại đội 114. Chiều 13 di tản, thương binh nhẹ gắn mang đi theo, còn thương binh nặng thì sao? Không còn một phép nhiệm màu nào đến với tiểu đoàn 11. Hải và Hùng Móm, đại đội 112, lấy hướng 800, dẫn đầu đoàn quân ào ra khỏi sạc ly khi ánh nắng chiều cuối cùng vừa khuất sau dãy núi phía tây, trong khi pháo binh bắn ngăn trận phía sau và bên hông để ngăn địch truy kích. Xuống khỏi chân đồi chừng 400 thước thì B-52 do Đức Phỉ yêu cầu rải từng thảm bom ở phía nam, đông nam căn cứ, Hải và Mễ cố tránh thả bom ngay đỉnh đồi, vì nghĩ rằng biết đâu những thương binh nặng còn chưa theo kịp và thân xác anh Năm cùng bao đồng đội tử thương còn nằm tại đó. Cơn địa chấn bom và sức ép làm cả đơn vị lăn lộn bên sườn núi, tất cả đều kiệt lực. Mễ nằm gục vì vết thương hôm qua, Hải ứa máu do quá mệt mỏi và kiệt sức. Đức phì cũng chẳng hơn gì, bác sĩ liệu gục xuống bên gốc cây bất động. Đêm tối đen, lính nắm vai áo nhau mà đi, kẻ mạnh dìu kéo thương binh tựa lưng vào cây rừng để lấy thêm sức tiến qua cây khác. Kim địa bàn lân tinh dao động, hướng 800, hướng của sự sống và hy vọng, hỏa châu vẫn bập bùng trong đêm tối. Đây nhá, đấp phì, vùng tập trung của mình, 113 bên trái, phe ta bên phải cùng move lên. Mình làm một cái bãi đáp, xong du gọi Mỹ đem máy bay tới móc mình ra, ok. Ok, đu. Đức Phì gật đầu đồng ý mau mắn. Good, very good. You are the best commander. Phi đưa ngón cái lên ca tụng mễ. Mễ gượng cười, nhưng không nổi. Điểm hẹn mà mễ và hải chọn là một trảng lớn ngay cạnh bờ sông Poco để đơn vị lấy nước và di tản thương binh. Trảng trống là điểm hy vọng. Điểm mong đợi cuối cùng của những người lính tiểu đoàn 11 dù sau 7 ngày 7 đêm quần thảo với hai trung đoàn Cộng sản Bắc Việt dưới những trận mưa pháo trên hỏa ngục có thật tên gọi Sạc Ly. Trời sáng dần bắt tay được với đại đội 113 của Hùng Mập đang rải quân sát bìa rừng và tung các toán tiền đồn ra xa. Nhưng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt vì bộ chỉ huy lữ đoàn cho biết chưa có trực thăng và ra lệnh cố gắng chiến đấu để về tân cảnh. Chiến đấu! Chiến đấu trong thế cùng lực kiệt với quân số 167 người, kể cả thương binh đang kiệt sức vì đói khát đã ba ngày. Nhưng nhảy dù là cố gắng, hải mễ nhìn Đức Phì cầu cứu, viên thiếu tá lực lượng đặc biệt đã sống cùng nhau như anh em, chia nhau từng bao cơm sấy hộp cá, vết thương rỉ máu trên đầu, trên ngực, nhưng Đức Phì vẫn cứng như một thoải thép với cây XM-18 và chiếc máy truyền tin đặc biệt của các toán lực lượng đặc biệt khi nhảy xâm nhập mật khu Cộng sản. Chúng ta sẽ có máy bay Mỹ trong vài phút, Đức Phi chắc giọng bảo đảm. Nhưng chưa tàn điếu thuốc, thì có tiếng súng nổ của các toán tiền đồn của đại đội 113. Hùng mập báo cáo tất cả đều chạm địch. Pháo 82, B-40, B-41 và AK nổ vang một góc rừng. Địch ào tới tấn công. Tiểu đoàn 11 vùng lên chống trả. Lính đại đội 113 ào ra ngăn địch. Giọng hùng mập sang sáng điều động các trung đội giặc Bắc Việt ào vào vị trí đóng quân. Lính tiểu đoàn 11 vừa bắn vừa rút vào khu rừng lau, cao quá đầu người. Đơn vị tan thành mảnh nhỏ, từng toán chiến đấu đơn độc. Tiếng chửi thề và tiếng la hét của ta, của địch, vang khắp khu rừng lau và các sườn đồi kế cận. Chỗ nào cũng có súng nổ. Địch gọi tên mễ, hải ra đầu hàng. Ngay lúc đó Đức phì cũng vừa liên lạc được với hai chiếc trực thăng võ trang Cobra. Một chở quân, và một ô hai quan sát. Nhờ địa thế chống trải của khu rừng lao nên Cobra thấy rõ đâu là địch, đâu là bạn. Toán còn 36 người di tản làm năm đợt vì chỉ có một trực thăng chở quân. Với hỏa lực mạnh và chính xác của Cobra địch khựng lại, trực thăng đáp xuống. Bác sĩ liệu, ông đi trước đi, chân ông bị thương ông không chạy nổi đâu. Liệu phản đối, tôi không đi, tôi ở lại với các ông. Hãy gắt, đi đi, chân cẳng như thế mà ở lại Ông nặng bỏ mẹ tôi cõng không nổi đâu. Vừa nói Hải lùa liệu lên trực thăng với sáu người lính khác. Địch lại ào tới, cả toán vừa chạy vừa bắn lại. Nhờ hỏa lực yểm trợ của Cobra thêm được ba đợt bốc quân an toàn. Toán cuối cùng chỉ còn lại mễ Đức Phì, Hải và Trung Ý Long mà địch cố đuổi bắt tới cùng. Đức Phì nói với Hải và mễ trong mấy chuyến trực thăng di tản vừa rồi, phi công Mỹ muốn tôi được bốc đầu tiên, nhưng tôi không bỏ các anh. Những người chiến hữu đúng nghĩa nhất mà tôi chưa hề gặp trong cả đời chinh chiến. Tôi biết rõ, nếu tôi đi đợt đầu thì chắc khó hy vọng có máy bay trở lại bốc nốt các anh. Ngay lúc đó, cặp Cobra, trực thăng võ trang mới vào vùng. Trực thăng vừa đáp hải lên sau cùng, máy bay vừa lên cao vài thước thì một loạt AK bắn lên tàu, hải trúng đạn ở chân phải, rớt từ trực thăng xuống đất, chỉ kịp nhìn đuôi trực thăng vút lên, thẳng thốt hải ước tính từ đây về tân cảnh chỉ còn năm cây số nhưng là năm cây số đồi cao vực thẳm năm cây số đường rừng và lại đang bị thương ở chân thì làm sao có thể đi được anh sẽ gục chết ở một xó rừng khe suối và bầy kiến sẽ kéo nhau rút vào thân thể thịt xương sẽ rửa nát hình hài tiếng trực thăng trên đầu làm hải vụt đứng lên bằng bàn chân trái anh đưa cao tay vẫy miệng hét lớn trực thăng xà xuống bãi cỏ, đúp phì giang tay nắm chặt dây đạn và một tay của Hải kéo mạnh. Máy bay vút lên với một loạt đạn bắt trúng thân tàu. Chiếc trực thăng nghiêng một bên xong bay thẳng. Máu phun có vòi từ anh xạ thủ đại liên người Mỹ làm ướt mặt Hải và đúp phì. Đúp phì trồm tới bịt chặt vết thương trên ngực người xạ thủ đại liên. Mễ kéo Hải vào nằm lên sàn tàu. Hải không thể tin mình còn sống do tình chiến hữu cao cả của hai người lính ở hai đất nước khác nhau. Đức Phì ôm lấy Hải, nghẹn ngào trong mắt. Vì vết thương quá nặng, anh xã thủ Đại Liên Mỹ qua đời. Phi công phụ gục đầu bên cửa máy bay với vết thương ở tay. Khi về đến trạm cứu thương, Hải mới biết xã thủ Đại Liên Mỹ đã hết nhiệm kỳ. Ngày mai anh sẽ về Mỹ. Do đang có mặt trên trực thăng thì vô tình chiếc máy bay nhận được lệnh vào cứu tiểu đoàn 11. Ôi! định mệnh oan nghiệt có bao giờ buông tha cho phận người. Phần 4 Kết luận sau 50 năm Ngày 5 tháng 7 năm 2022 tại Đại Sảnh Cánh Đông Bạch Cung Joe Biden nhân danh Tổng thống Hoa Kỳ Mỹ trao tặng huân chương danh dự huân chương quân đội cao nhất cho bốn chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam trước năm 1975 điển hình với cựu thiếu tá John Duffy binh sĩ lục quân bậc năm Dennis Fuji như phần trên. Bài viết đã trình bày chi tiết. Ngày 6 tháng 7, nhân danh quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin III có lời hàm khích. Hôm nay, chúng tôi ghi danh những chiến binh này vào sảnh đường anh hùng để vinh danh thành tích của họ và cũng để nhắc nhớ tại sao người chiến binh Hoa Kỳ hằng chiến đấu. Chúng ta vinh danh những vị anh hùng này bởi họ đại diện cho những người tốt đẹp nhất trong chúng ta và khi vinh danh những anh hùng này đồng thời khởi động cho những thế hệ tương lai. Ở đâu và tại sao đã có những lời tốt lành và lần gắn huân chương quá muộn sau hơn 50 năm? Thượng nghị sĩ Joe Biden của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, Đảng Dân Chủ là người đã quyết liệt cắt bỏ 722 triệu quân viện khẩn cấp trong phiên nhóm ngày 14 tháng 4 năm 1975 đòn cuối cùng khai tử Việt Nam Cộng Hòa. Có một điều gì không thành thật đằng sau những huy chương tuyên dương muộn. Buổi tuyên dương quá trễ có mặt Trung tá Lê Văn Mễ, thiếu tá đoàn phương của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Những người không ở lại soạt ly như cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, năm 1972 nhờ giải cứu trong gang tất sinh tử thực hiện bởi thiếu tá Đốc Phì. Từ nỗi đau của người lính, lính Việt và lính Mỹ, chúng ta tìm ra nguyên ủy của sự muộn màng với lời an ủi chịu đựng. Thôi muộn còn hơn không. Cần trở lại điểm khởi đầu bi kịch Việt Nam, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Từ quan điểm chiến lược, lá chắn cộng sản, trung cộng ở phía Nam châu Á là tại Nam Việt Nam. Tổng thống Mỹ đời thứ 36, Lyndon Johnson đã đi tới quyết định mang quân bộ chiến vào Việt Nam tháng 3 năm 1965. Ông đã leo thang thật cao trong chiến lược, ngăn chặn trung cộng, containment, mà các tổng thống Truman, Eisenhower, Kennedy đã đề ra và thực hiện từng phần. Nhưng đến đời tổng thống thứ 37, Richard Nixon, thì chiến lược này được xét lại vì quan niệm cho rằng có thể đổi thù thành bạn nên đã đề ra sách lược hòa hoãn với Trung Cộng, chủ mưu khởi động thay đổi chiến lược do cố vấn Henry Kissinger. Ngày nay thì chính phủ, quốc hội, giới lãnh đạo Mỹ có thể hối tiếc, rất hối tiếc về sự việc đã giúp cho Trung Cộng trên 4 thập niên trở nên hùng mạnh đến mức ra mặt thách đố Hoa Kỳ, tuyên bố chính thức của Tập Cận Bình lễ quốc khánh ngày 1 tháng 10 năm 2019, nhưng đây không phải là chủ đề của bài viết với thân phận Việt Nam. Năm 1965, Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ Đà Nẵng, chính quyền Mỹ đẩy chiến tranh lên cao, Cộng sản Hà Nội được Liên Xô Trung Cộng, chi viện tối đa đáp ứng đủ yêu cầu chiến tranh, với máu xương dân lính hai miền đổ ra, không thương xót. Đại hội đảng 1987, kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng 10 Nga, hơn 100 nguyên thủ quốc gia, tổng bí thư các đảng Cộng sản, thủ lãnh phong trào công nhân trên toàn thế giới tập trung về mạc tư khoa để tuyên dương của cách mạng toàn cầu do Liên Xô cầm đầu đã giành thắng lợi lớn qua sự kiện Cộng sản Hà Nội thâu được ở miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tức, sắp đến giai đoạn thoái trào của chủ nghĩa tư bản với cái hố mai táng do giai cấp công nhân hiện thực theo như tiên tri của các Marx Lenin thắng lợi cụ thể với việc Hải quân Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa trước mắt hạm đội Mỹ ngày 19 tháng 1 năm 1974, lần hạm đội Nga vào Cam Ranh trong lịch sử địa lý chính trị toàn cầu chưa bao giờ stop slave xuống đến phương Nam sâu đến như thế. Cộng sản Việt Nam và tư bản Mỹ đã giúp tập đoàn hung hãn hiếu chiến nhất thế giới hoàn tất một ước vọng lâu dài suốt 20 thế kỷ không thực hiện được. Nga công khai xâm lăng Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 không hề là một điều bất ngờ ngạc nhiên. Tóm lại, nhận xét của Nak Namara về Việt Nam khi đi thăm Hà Nội năm 1995 là một nhận xét chung nhất được giới chức Mỹ có thẩm quyền sử dụng để giải thích về thất bại ở Việt Nam Giải thích này được sự hỗ trợ từ báo chí tả lẫn hữu và dư luận quần chúng phản đối chiến tranh Việt Nam, khiến người lính có lương tri Đô Đốc Moore 1912-2004, tham mưu trưởng liên quân đã phải gầm lên lời phẫn nộ. Tôi đã từng tham gia ba cuộc chiến tranh, nhưng đây là cuộc chiến điên khùng nhất chưa hề biết tới. Nước Mỹ đã điều động một lực lượng đến 5 chiếc hàng không mẫu hạm, 13 phi đoàn chiến đấu, chưa kể đến B-52 chống đối một nước nhỏ hơn tiểu bang thích xịt, dân số chỉ bằng Cali, ý nói chỉ mỗi miền Bắc Việt Nam. Nhưng, nói như thế chỉ mới được nửa phần sự thật. Phải nói thêm rằng, nước Mỹ không bao giờ sử dụng hết sức mạnh của mình. Và để tránh né điều quái gở này, luận cứ từ Bộ trưởng Quốc phòng Nak Namara luôn được nại ra. Tất cả sự hư hại này do từ Nam Việt Nam, và thủ phạm đầu tiên cuối cùng đã làm hỏng chương trình tốt đẹp của người Mỹ không ai khác. Chính phủ Sài Gòn và quân đội ở đấy xuất hiện lên báo Mỹ là cáo buộc quân đội Nam Việt Nam không có ý chí chiến đấu. Sau phiên họp điều trần của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện ngày 14 tháng 4 như trên đã trình bày. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Đảng dân chủ kiểm soát biểu quyết không chấp thuận bất cứ viện trợ quân sự bổ sung nào cho Việt Nam Cộng Hòa. Qua ngày 18 tháng 4, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật về viện trợ quân sự tài khoá 76 trên 3 tỷ dành cho nhiều nước trên thế giới nhưng không có Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy có nghĩa là sau ngày 30 tháng 6 năm 75, dù còn tồn tại hay không, Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ không còn nhận được một số tiền viện trợ nào dành cho quân sự nữa không còn ngân khoản nào để mua súng đạn, nhiên liệu và cũng không còn để trả lương cho quân đội nữa. Hóa ra buổi lễ tuyên công ngày 5 tháng 7 là để thay lời nhận lỗi quá muộn sau khi thấy ra từ chiến tranh Ukraine Nga hiện nay. Thế giới, nước Mỹ mắc một món nợ rất lớn từ máu xương dân tộc Việt Nam, người lính Việt Nam Cộng hòa đổ xuống trong một cuộc chiến dài giữ mối an toàn cho thế giới từ sau năm 1975 cho đến biến cố 911 năm 2001, mở đầu cho thế kỷ nguy hại hôm nay. Phan Nhật Nam Để nhớ ngày đất nước chia phân khởi cuộc máu xương 1960 đến 1975. Các bạn vừa nghe xong bài viết Mặt sau tấm huy chương gắn trễ tác giả Phan Nhật Nam. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác